thích làm bên răng thích sở thích. Ồ, nghe chị có đam mê là tuyệt vời á. Mình đam mê bỏ bà lại cho con mày. Dạ. Bà bé nhỏ xì xì mà đùa lùm bánh với mẹ cái lớn này là lùn. Ok. Cái chị mà có nghề truyền thống là hay đó chị. Dù được nghề đi hay. Mà đặc biệt trong mùa dịch như vậy chị có một cái nghề mà làm. Rốt cuộc là mình về đây là mấy đứa mà hồi xưa học mùa kia về đây là cũng ở hết trong đây kìa. Dạ. Không thấy nữa đó. Nghiện thích. Dạ. Yeah, yeah. Em đi tìm mất chết nha, mất hoa, không có yêu cầu nó là giống dùm cái chữ đó là cậu trầm thì lý về đây, tôi coi thôi chị em ơi gì ồn em ơi. Đúng họ nói đúng á chị. Cái kia chị giống đi, tụi em đi tìm mất chết luôn. Thương hiệu là phải giữ chứ. Nên tại vì hồi nó bà mẹ thì biểu mẹ nó là lùm cái tấm bỏng á là bánh rôm cô bo. Ok. Làm giống ba không? Giống ba đi. Để có đường nữa. Nó nó đi nè đi nè. Đúng rồi. Tôi giới thiệu với bà con, sau đây xin phép gửi đến quý vị một thương hiệu bánh ram của Đà Nẵng, đó là bánh ram cô ba nha. Rồi cô chủ ngôi truyền thứ hai sẽ hướng dẫn các bạn làm bánh ram của Đà Nẵng. Chị nói giúp em làm như thế nào ạ? Bột là từ nếp. Cái này là bột nếp nè. Bột nếp. Dạ rồi bột mình nếp. Mình ngâm nếp mình xay bột tươi luôn. Chứ là bột khô là cứng bánh. Khô là sao chị? Cứng. À khô lên cứng. Cứng dai. À dạ. Còn này là dầu không dễ, còn đây là đậu xanh. Dạ đây là đậu xanh. Ừ. Nấu xong rồi bắt đầu nó nổi ra là bắt đầu chét nước mới dần đi. À dạ. Khi nấu là phải bóc vỏ trước rồi chứ hả? Bóc vỏ mình mua. Dạ rồi đẹp quá. Rồi chị chủ ơi, chị có thể đọc số điện thoại cho bà con liên hệ mua bánh được không? 078 397 8224. Dạ rồi. Địa chỉ số nhà là 619 Lê Văn Hiến. Dạ rồi. Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn. Dạ rồi. Thành phố Đà Nẵng. Dạ. Vâng thưa quý vị, thật là tuyệt vời, một thương hiệu bánh ram truyền thống của thành phố Đà Nẵng ngày xưa ở ngay chân cầu Trần Thị Lý, cây cầu sắt huyền thoại nối từ trung tâm thành phố qua quận 3 và đi ra biển T20 T18 nha bà con. Nhiều quý khách bây giờ đang lùng sục lại cái quán bánh ram thương hiệu nổi tiếng này của cô ba. Thì nếu quý vị tình cờ xem được video này thì hãy liên hệ với số điện thoại trên hoặc là đến tại địa chỉ của chị chủ đã nói để chúng ta có thể thưởng thức một trong những món bánh ram huyền thoại. Chị có thể tự hào nói vì sao món bánh này ngon để đi vào lòng người không? Dân Đà Nẵng không ạ? Cái này là cái vỏ bánh á, là lồng được từ nếp. Còn yeah. Đậu xanh á, là lồng. Đậu xanh á, là mình lồng là mình tạo cái màu của mình. Và cái phần riêng của mình tạo được cái màu nó đẹp. Còn cái bánh á, là mình chiên lên mình giữ cái màu như mật ong. Mà khi mình cán vô á, là trong á, là ngồi nó là nó giòn. Nhưng mà trong là nó dẻo. Yeah. Còn cái độ đường là mình không cho đường nhiều. Mình chỉ đánh vừa miệng họ thôi. Từ đa số khách bữa nay là bỏ ăn ngọt rồi. Cho nên chỉ cần cái lượt ngọt vừa phải thôi là khách họ ăn lần đầu họ có thể ăn tiếp lần hai lần ba. Mình thấy nhiều khách là ăn tới 5 ngày liên tục mới nghỉ một ngày vì cái độ ngọt cũng vừa phải dễ ăn. Còn cái gì mà bà con chưa ăn kịp á là để tới qua ngày mai cũng được, là cắn cái lớp ngồi vẫn còn hơi sệt sệt mà lớp trong thì nó mềm chứ nó không dai bánh à, dạ.
Ừ, cũng có nhiều bọn nó là thích mua xo quá, mua đem về sau đó rồi bỏ tủ lạnh. Khi nào ông ăn là bỏ lên cái lò chiên không vào chiên lại là nó dầu y từ lúc ban đầu mới mua về. Đó, cho nên sản lượng mình bón rất nhiều. Dạ rồi, như vậy chị Chu đã rất là nhiệt tình chia sẻ bí quyết cho bà con rồi đó. Nếu mà nhà ai mà có khoảng 5-60 người trong một nhà thì có thể tự tổ chức làm món này ăn một bữa cho khoái ha. Còn không thì có thể ghé đến đường Lê Văn Hiến để mua từng cái về ăn cho nó đã, ăn cho nó đã thèm. Và đặc biệt ăn nhớ đời, ăn với cái món bánh bí quyết như thế này thì thật là tuyệt vời bà con ơi. Đó, như vậy là quý vị vừa xem xong một cái quy trình làm bánh ram, món bánh nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng trên kênh Discover Việt Nam TV. Nếu yêu thích, quý vị hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh theo dõi những cái video thú vị tiếp theo ha. Và đừng quên comment để cảm ơn chị Chủ. Giống với cá hơn cái trầu nhưng mà cái này rất giàu. Dạ. Chị mới nói là khách nước ngoài mua hả? Ừ. Thật hả? Thiệt. Mấy năm mới là nhìn mấy năm trước là chị bón ở đây là sao chị chưa chị vô chợ rồi thôi chứ bón á. Cái chị he vợ chồng nó là ở Hồng Quốc qua đây học tiếng Việt. À dạ. Đợt xe đợt đi chơi thể thao thôi là bữa nào cũng ghé qua ăn thấy. À đúng rồi, hình như là cái món này người nước ngoài người ta gọi là donut hay là á. À đúng rồi, cái món này thưa quý vị là giống món donut của nước ngoài cho nên là người nước ngoài họ cũng biết cái món này và tìm ăn. Như bữa qua nó là anh ấy mất mua chị không biết mà anh đi chỉ xe máy. Anh nói bằng tiếng Anh, chị không hiểu. Chị chỉ đưa ra là 20.000 là 7 cái là anh ok. À dạ. Chứ chị không hiểu. Hay quá. Ok. Ô tìm bánh hiện tại đang khuyến mại nữa bà con nghe. 3.000 một cái nhưng mà mua 20.000 thì là được 7 cái. Khuyến mại hấp dẫn. Mà mua 10 cái là tặng một cái. Ồ, chị Chu con tặng một cái khi các bạn mua 10 cái nữa kìa. Tuyệt vời quá đi. Xin cảm ơn chị Chu rất nhiều và hy vọng sẽ khách sẽ đến đông hơn, ngày một đông hơn. Đừng có quay kìa. Và chị cố gắng duy trì nghề nha. Rồi chị duy trì mà. Nghề yeah. Mà sao nay thằng con chị có con bé chị nói nghề đó. Dạ. Yeah. Nếu có dạy cho bà con thì mở lớp dạy luôn. À, dạy thì không dạy được rồi. Dạ. Tại vì cái này nó là như nếp bữa hôm qua nó là cái nếp nó hang vào là cái bánh nó bị sẹp đi. À dạ. Nhưng cái nếp này nó mới vừa đem keo về nó là cái nếp này không hang vào. Dạ. Là hắn trầu. Bởi chị phải lặt hùa đi đây còn không là một mạt nó giờ mà một mạt nó tréo là nó dở. À hiểu rồi. Nó hắn tiền theo cái hồ nếp của tụi em keo gì nữa. Dạ. Rồi chứ không phải vậy. Nhiều khi mình bài mà gì họ luôn không được họ đâu họ còn chửi mình nữa chứ phải không? Dạ đúng rồi. Cái gì? À, cái tâm của nghề là vậy đó, làm là làm cho được cho đúng luôn, không có làm chơi. Mà do chị tiền cái gì nhưng mà do chị luôn có bắt không đẹp quá vậy. Dạ. Thế thì trẻ có nhiều cái xuất sắc tiến bộ hơn. Dạ. Dạ. Còn chị là chị để ý được cái bánh trước cái lửa cái nó còn nguội á là mình làm cho nó nhỏ lẹ. Dạ. Còn bánh sau thì cái nóng là mình làm cho nó to lên. Dạ. Là cho nên từ cái bánh đào cái đó bánh cuốn là đều như nhau hết. Hay gì em thấy cái bánh kích thước nó như nhau đẹp á. Ừ. Kích thước rất là đều nhau. Cái này là quan trọng là tay nghề đây. Một bí quyết nữa. Rồi nếu như quý vị ăn ngon thì nhớ là bấm like video nha quý vị. Đó, chia sẻ một trong những cái đặc sản của thành phố Đà Nẵng, ẩm thực ngon của thành phố Đà Nẵng nha. Hai chục ngon.